Xin chào tất cả anh em. Thì tiếp tục với nội dung chia sẻ về những cái hiểu biết có giới hạn của mình thông qua cái hình thức dropship. Thì buổi ngày hôm nay mình sẽ xin được chia sẻ về cái cách mình sẽ thiết lập những cái chiến dịch quảng cáo trả phí thông qua những cái lượt click trên Amazon. Thì đây là một trong số những cái bài chia sẻ nằm trong chuỗi những video chia sẻ về cái khóa học dropship miễn phí của mình cho những cái anh em mới bắt đầu, phục vụ cho những cái người mà không có nhiều những cái thế mạnh về tài chính để có thể tham gia những cái khóa học có phí. Thì có thể là có thông qua những cái video của mình thì cũng mong có thể giúp được mọi người có được một cái kiến thức nền tảng đủ tốt để mình có thể là bắt đầu với cái công việc Amazon này mà không cần tốn quá nhiều chi phí. Ok, thì mình sẽ xin được đi thẳng vào nội dung chi tiết của buổi ngày hôm nay. Đầu tiên đấy là chúng ta sẽ cần phải hiểu cơ bản trước, đó là cái khái niệm pay per click là gì. Thì pay per click là một cái dạng quảng cáo thì sẽ giúp cho cái nhà quảng cáo có thể cung cấp những cái sản phẩm và dịch vụ được tiếp cận nhiều khách hàng mới hơn, và những cái nhà quảng cáo thì sẽ cần phải trả những cái chi phí khi khách hàng tiếp cận được cái quảng cáo của họ và click vào cái đường dẫn định hướng. Đó, đường dẫn định hướng như thế nào thì mình sẽ xin được ở trong slide tiếp theo mình sẽ xin được chia sẻ tiếp. Thì ở đây mình sẽ nêu ra một số những cái ví dụ về một số những cái ví dụ thường gặp về pay per click trên một số những cái nền tảng khác. Sau đó thì mình sẽ xin được chia sẻ trên Amazon. Từ đây là một số những cái quảng cáo mà mọi người thường hay gặp nhất, đó là trên Facebook. Đó. Từ đây là Facebook thì ở đây là có 3 loại quảng cáo và 3 loại đường dẫn mà người quảng cáo, nhà quảng cáo sẽ có thể là trả phí để tiếp cận được nhiều người dùng. Thì ở đây cái đầu tiên đấy là cái quảng cáo, đấy là về cái bán cái squid này, đây là cái chăn này, đó thì cái chăn in này, thì khi mà khách hàng click vào cái hình ảnh này hoặc là cái bấm một cái nút learn more này, đó thì họ sẽ được dẫn đến một cái trang web đích để người ta mua hàng. Và tiếp theo đấy là cái quảng cáo ở giữa, cái này là quảng cáo để tiếp cận nhiều khách hàng mới và thu hút cái lượt đăng ký mới và một cái khóa học này trong 7 giờ này. Đó thì khi mà khách hàng bấm vào đường link hình ảnh hoặc là bấm vào cái nút sign up này thì sẽ dẫn tới một cái trang web đích giúp cho cái mục tiêu đối tượng mục tiêu của họ có thể là đăng ký vào cái kênh khóa học của họ. Tiếp theo đấy là cái quảng cáo để dẫn đến cái trang web. Đó, thì đây là cái trang web workshop by May này, đó. Free workshop traffic with Pinterest này. Đó thì là đây là bạn ấy chia sẻ về những cái cách thu hút lượng truy cập vào trang Pinterest. Đó thì khách hàng có thể là click vào những cái bài viết này để kéo đến một cái trang web đích mà nhà quảng cáo người ta mong muốn thu hút thêm những người dùng mới. Ok, tiếp theo là đến một số dạng quảng cáo nữa mà các bạn cũng rất thường hay gặp, đấy là quảng cáo trên Google. Thì đầu tiên ở đây là Google họ sẽ có một số dạng quảng cáo như là quảng cáo về cái lượng tìm kiếm trên từ khóa này. Đó thì sau khi mà khách hàng mà search một cái từ khóa bất kỳ trên trang công cụ tìm kiếm thì sẽ có những cái kết quả được trả phí được ưu tiên hiển thị lên trên cùng. Đó thì đây. Đây là những cái kết quả được ưu tiên hiển thị. Tiếp theo đây là quảng cáo về dạng mà những cái dịch vụ. Đó thì ở đây là họ cũng sẽ quảng cáo những trang web của họ lên. Đây là quảng cáo Google Shopping, quảng cáo những sản phẩm. Và đây là quảng cáo Display Ad, thì là đây là những cái quảng cáo mà thông qua Google thì
Thông qua hệ thống quảng cáo Google thì bạn sẽ có thể dễ dàng nhìn thấy những cái quảng cáo này trên những cái trang, ví dụ như là trang báo hoặc là những cái trang báo tin tức hoặc là những cái trang mua hàng khác. Đấy, tất cả những trang web mà được cho phép đính kèm những quảng cáo này lên. Thì thông qua những quảng cáo này thì doanh nghiệp sẽ trả phí cho Google để Google xuất hiện những cái trang quảng cáo này, và những cái trang web mà cho phép đặt những cái quảng cáo này thì họ cũng sẽ kiếm được một cái mức hoa hồng thông qua việc là giới thiệu những cái quảng cáo từ Google đến những cái người dùng của họ. Ok, thì tiếp theo là mình sẽ chia sẻ về quảng cáo trên Amazon. Thì để vào được cái trang quảng cáo pay per click trên Amazon thì các bạn có thể là vào cái phần advertising đó, ở trên thanh công cụ của Seller Central, thì các bạn vào phần advertising và các bạn vào phần campaign manager đó. Thì để có thể chạy được quảng cáo thì cái tài khoản của bạn phải có buy box đó, phải include buy box. Buy box là gì thì mình sẽ xin chia sẻ vào một cái chia sẻ kỹ hơn ở một cái buổi nói về account health, về cái liên quan đến những cái sức khỏe tài khoản của bạn. Thì những cái thông tin về sức khỏe tài khoản cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà tài khoản của bạn có buy box hay không đó. Và để nói đơn giản hơn thì giải thích đơn giản một chút về cái buy box thì buy box là một cái coi như là một cái nút tín nhiệm để Amazon có thể là tín nhiệm và giới thiệu khách hàng này cho bạn. Thì bạn phải chứng tỏ mình là một người bán thật là tốt, có thể đảm bảo đầy đủ những cái yêu cầu của Amazon về việc chăm sóc khách hàng cũng như là về việc giao hàng, cung cấp những cái sản phẩm có giá trị tốt trong cái thời hạn cho phép của Amazon. Đó. Thì bạn có thể dễ dàng kiểm tra cái tỷ lệ buy box của mình tại Seller Central. Thì ở góc của nó có cái nút mà hiển thị là buy box win là bao nhiêu phần trăm ấy. Thì nếu mà cái tài khoản của bạn đang có cái buy box win là 0% thì cái tài khoản của bạn sẽ không thể nào mà chạy quảng cáo được. Còn nếu mà có phần trăm buy box thì chắc chắn là tài khoản của bạn có thể quảng cáo được. Và bạn có thể là ấn nút sổ ở chỗ phần buy box win để xem chi tiết hơn về những cái phần trăm khác nhau trên từng thị trường. Ví dụ như ở tài khoản Bắc Mỹ thì sẽ có 3 thị trường là Mỹ, Canada và Mexico, thì mỗi một thị trường nó sẽ có những cái đánh giá riêng đó. Thì cái phần trăm này nó sẽ ảnh hưởng vào cái sức khỏe tài khoản của mình có thật sự tốt hay không thì Amazon mới cho phép mình có buy box. Ok, thì mình sẽ rồi những cái nói chi tiết về cái buy box này sau. Bạn chỉ cần biết đấy là khi mà bạn vào Amazon Seller Central thì bạn nhìn thấy nút buy box này, nếu như nó không phải là 0% mà nó là có số phần trăm cụ thể thì bạn có thể hoàn toàn bạn có thể chạy được quảng cáo trên Amazon. Và ngoài ra thì Amazon còn đánh giá cái phần trăm quảng cáo này thông qua từng sản phẩm nữa. Thì nếu mà sản phẩm của nào của bạn có buy box thì có chiếm được buy box thì mình mới có thể là chạy được quảng cáo được. Còn nếu mà sản phẩm nào mà bạn không chiếm buy box thì cái quảng cáo của bạn sẽ không thể chạy. Ok, thì khi mà bạn ấm vào cái nút manager campaign manager ấy, thì nếu mà bạn là một cái tài khoản mới tinh, bạn là một người mới, bạn chưa từng chạy quảng cáo bao giờ, thì trên mỗi một cái thị trường của Amazon họ sẽ bonus cho bạn 50 đô để chạy quảng cáo. Đây thì là họ sẽ tặng bạn là 50 đô để bạn có thể là thử chạy quảng cáo cho cái những cái sản phẩm của mình. Đó. Thì ở đây là chỉ cần bấm nút click cho campaign để bắt đầu việc tạo một cái chiến dịch quảng cáo mới. Ok. Ngoài ra thì ngoài cái bonus 50 đô đầu tiên đó thì Amazon thi thoảng họ cũng sẽ có những cái tặng khác nữa cho cái chiến dịch quảng cáo của bạn. Đó thì để bạn có thể nếu mà bạn là một người cũ, bạn đã dùng hết 50 đô kia rồi. Tuy nhiên là kiểu mà thi thoảng mà Amazon cũng sẽ là gửi email cho mình về email ấy thì là chúng tôi tặng cho bạn thêm khoảng 100 đô hay 150 đô nữa chẳng hạn vào cái ngân sách quảng cáo của bạn để giúp bạn có thể là gia tăng doanh số của mình. Đó thì bạn có thể là vào cái phần đôi khi là bạn bạn sẽ miss cái tin nhắn đó và bạn không để ý, thì bây giờ bạn hoàn toàn bạn có thể là
vào cái phần này để kiểm tra xem là mình đang có những cái khuyến mại gì hay không, và xem là nó còn hạn không. Bởi vì nếu như mà cái khuyến mại của bạn bạn nhận được khuyến mại xong rồi bạn bỏ quên nó, bạn bạn không sử dụng nó thì rất là lãng phí đó. Thì dù gì thì gì thì cái quảng cáo cũng sẽ đem lại cho mình thêm những cái traffic mà. Thì cứ chạy đi, chạy ít nhất là chạy hết cái phần phần Amazon tặng cho mình để cho mình thêm những cái doanh số. Tội gì không chạy đúng không? Đó. Hàng miễn phí mà. Đây thì để check xem là cái tài khoản của bạn có những bonus gì, thì bạn sẽ có phần ở bên góc trả bên góc phải bên trên màn hình ấy, Sales Center thì có phần setting, bạn vào phần setting, sau đó bạn phần vào phần account info. Đó, ở trong phần account info bạn sẽ thấy cái khung ở trên trên cùng ở giữa, thì là nó sẽ có là cái khung là payment information, là cái thông tin về thanh toán. Thì ở cái phần thông tin thanh toán này bạn sẽ có, bạn nhấp vào cái phần mà track methods for assisting này, advertising này đó, thì bạn click vào đây, sau đó bạn click vào cái phần promotion credit này đó, thì kéo xuống dưới một chút, bạn sẽ nhìn thấy là hiện tại bạn có đang nhận được những cái khuyến mại gì hay không, và ở đây sẽ có là cái ngày bắt đầu được nhận khuyến mại và ngày kết thúc cái khuyến mại này. Thì nếu như mà bạn hiện tại cái tài khoản của bạn vẫn đang còn khuyến mại thì bạn sẽ nên sử dụng ngay để tránh lãng phí. Đó, thì như cái như cái tài khoản này của mình thì mình đợt đầu mình đã mít đây này, đây này, thì là họ tặng cho mình cái 50 đô từ cái ngày mùng 6 tháng 1 năm 2021, và có cái hạn đấy là trong vòng 4 tháng 3 tháng, nên là từ đến ngày mùng 6 tháng 4 năm 2021 là tặng mình 50 đô, nhưng mà mình không biết thì mình đã bỏ qua đấy. Thì nếu như mà bạn nào mà có thể kiểm tra xem là mình có bỏ qua cái khuyến mại nào không. Ok, thì tiếp theo đấy là nếu như mà các bạn nào mà đã tạo những chiến dịch quảng cáo rồi thì họ sẽ dẫn mình đến một cái trang như thế này. Đó. Thì ở đây thì là đây là cái trang giao diện của cái Campaign Manager. Thì hiện tại cái phần của quản lý quảng cáo này đã được thay đổi và update rất là nhiều. Nên là hiện tại trong cái clip này mình cũng sẽ chỉ giới hạn chia sẻ trong một số những cái mình đã và hay sử dụng thôi, còn một số những cái mà mình họ mới update mình chưa sử dụng, thì sau khi mình sử dụng thì mình cũng sẽ có những cái video khác để giới thiệu những cái tính năng đó với các bạn, cũng như là đem lại những cái update mới, thông tin mới cho các bạn. Ok, thì ở đây thì các bạn sẽ quan tâm vào một số những phần như sau. Ở cái phần mà cái khoanh đỏ ở trên này, All Campaign này, có cái phần là portfolio này đó. Thì ở đây cái phần này là cái phần là hiển thị tất cả những cái quảng cáo mà mình đang chạy đó. Ngoài ra thì ở đây có cái phần portfolio thì nó sẽ hiển thị những cái thư mục quảng cáo. Thì thư mục quảng cáo thì là sẽ giúp bạn là nhóm tất cả những cái chiến dịch có cùng một cái mục tiêu đó. Ví dụ như kiểu là bạn quảng cáo cho một cái xe hơi chẳng hạn, thì trong cái quảng xe hơi thì cũng sẽ có rất nhiều những cái chiến dịch khác nhau cho từng giai đoạn khác nhau, thì bạn hoàn toàn bạn có thể là nhóm tất cả những cái nhóm quảng cáo liên quan đến cái xe hơi đó lại và gộp nó chung lại, đặt chung một thư mục để dễ dàng cho việc quản lý chi phí ngân sách cũng như là cái mục tiêu mà bạn là muốn nhắm tới cho cái chiến dịch quảng cáo đó. Ok, và ở dưới này họ sẽ có một cái nút là Create Campaign để làm giúp mình là tạo những cái chiến dịch mới. Đó. Rồi ở đây thì là còn một số những cái thông số khác nữa mà đến cuối cái bài này mình sẽ phân tích nó kỹ hơn cho các bạn biết đây là những cái thông số gì mà mình sẽ cần phải quan tâm. Đó, thì ở trên góc này có một cái phần mình bôi đỏ đỏ này nữa. Đó thì là đây là những cái họ sẽ cho phép mình chuyển đổi những cái tài khoản mà mình đã quản lý, hoặc là những cái là tất cả những cái tài khoản mình đang quản lý và tất cả những cái thị trường mà cái mà cái tài khoản này đang có. Ví dụ như là một cái tài khoản Bắc Mỹ thì sẽ có quản lý được ba cái ba ba cái thị trường quảng cáo là Mỹ, Mexico và Canada, nên thì bạn có thể click vào cái phần góc này thì có thể là hiển thị ra tất cả những cái
thị trường và tất cả những cái tài khoản mà bạn có thể là quản lý cho quảng cáo đó. Ok, thì Amazon sẽ cung cấp cho mình 3 loại quảng cáo pay-per-click, bao gồm có sponsor product, sponsor brand và sponsor display. Thì với những cái tài khoản đã có đăng ký bảo hộ thương hiệu thì mình mới có thể là setting cài đặt thiết lập những cái quảng cáo thuộc dạng mà sponsor brand và sponsor display được. Đó. Ngoài ra thì tại vì là do cái quảng cáo này nó khá là rộng nên là mình sẽ xin được chia nó nhỏ những cái nội dung trong cái quảng cáo này ra thành nhiều buổi khác nhau. Thì trong cái bài tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái sponsor brand và sponsor display mình sẽ phải setting như thế nào. Nếu mà cái bài tài khoản của bạn đã có đăng ký bảo hộ thương hiệu. Còn trong cái bài này mình sẽ xin được chia sẻ cho bạn một số những cái thông tin cơ bản nhất liên quan đến sponsor product để các bạn là tất cả những người mới đều có thể là thiết lập cho mình những cái chiến dịch quảng cáo đầu tiên với Amazon. Ok, thì sau khi mà ở đây họ sẽ có cái nút continue này thì bạn bấm vào cái phần continue. Thì sau khi bấm vào continue thì nó sẽ sang cái bước đầu tiên, đó là bước tạo những cái setting những cái cơ bản nhất của cài đặt cơ bản nhất của cái chiến dịch quảng cáo này, bao gồm có là tên của chiến dịch này. Thì các bạn đặt tên cho cái chiến dịch quảng cáo này vào đây. Đó. Thì nếu mà bạn không đặt tên thì nó sẽ tự động đặt cho bạn một cái tên với chiến dịch quảng cáo, bao gồm có là ngày tháng giờ giấc tạo ra cái quảng cáo này. Ngoài ra thì cũng sẽ có một cái mã số cho cái quảng cáo này nữa. Đó. Nhưng mà để quản lý cho nó dễ thì bạn đặt tên cho nó. Và cái tên này thì ở đây là mình ghi là tên của chiến dịch quảng cáo thì là bằng tiếng Việt, nhưng mà nếu mà thiết lập chiến dịch quảng cáo thì bạn phải điền tất cả là tiếng Anh nhé. Điền lại tiếng Anh hoặc là tiếng Việt nhưng mà không có dấu thì mới là người ta mới chấp nhận. Ok. Đó. Tiếp theo đây là cái phần start date và end date. Đây là cái chiến dịch là bắt đầu vào khi nào và kết thúc chiến dịch vào khi nào. Đó. Thì bạn sẽ xem là bạn muốn chạy quảng cáo trong cái khoảng thời gian nào thì bạn cài đặt ở đây. Tiếp theo đấy là cái daily budget. Đó, daily budget đây là cái số tiền tối đa mà bạn có thể là trả cho cái chiến dịch quảng cáo này và mỗi ngày. Nghĩa là ví dụ bạn có một cái ngân sách quảng cáo khoảng là từ 300 đô chẳng hạn. Đó. 300 đô cho khoảng một tháng cho quảng cáo đó thì bạn có thể là chia nhỏ nó ra khoảng mỗi một ngày 10 đô thì bạn có thể nhét vào đây. Đó thì trong cái khoảng thời gian đầu tiên thì mình khuyên các bạn là tại vì là các bạn mới bắt đầu chạy quảng cáo nên không nhất thiết là phải đặt cái số tiền này quá nhiều, họ chỉ lên đặt giới hạn mức nhỏ nhỏ thôi thì mình dễ dễ điều chỉnh hơn. Cũng như là khi mà mình đặt cái budget mỗi ngày nhỏ nhỏ ấy, thì Amazon sẽ tự động là ưu tiên đốt tiền của những cái ông mà có cái budget hàng ngày nó cao, thì người ta sẽ ưu tiên hiển thị đầu tiên. Thì khi mà các cái ông lớn tranh đua nhau chạy quảng cáo với mức giá thầu cao rồi cao ngất ngưởng ấy, thì đốt xong rồi thì sẽ đến được mình, thì khi đó thì mình sẽ có những cái giá thầu tốt hơn, rẻ hơn. Tuy nhiên là chắc chắn là cũng sẽ nếu mà bạn thật sự là muốn đua tranh tốt thì chắc chắn là sẽ cần phải đổ rất là nhiều tiền rồi. Tuy nhiên là phải đốt thế nào cho nó hợp lý. Ok, tiếp theo là phần targeting. Đây là cái phần mình sẽ xem là mình cái nhắm đến cái nhắm mục tiêu đối tượng như thế nào. Đấy, thì ở đây là sẽ có hai loại. Cái loại thứ nhất đấy là automatic targeting. Đây là Amazon sẽ tự động nhắm đến các cái đối tượng từ khóa hoặc là sản phẩm giống với những cái sản phẩm của mình trong cái quảng cáo. Đó, nghĩa là các bạn không cần phải thiết lập gì quá nhiều cả, chỉ cần thiết lập xem là đặt tên cho cái chiến dịch này như thế nào, sau đó là chọn sản phẩm và xét mức giá thầu mặc định các thứ, thì Amazon sẽ tự động là tìm kiếm những cái sản phẩm và những cái từ khóa phù hợp với cái sản phẩm của mình để target đó. Thì ở đây là Amazon sẽ tự động target đến các đối tượng mà liên quan đến cái sản phẩm của mình cho mình. Còn cái thứ hai nữa là cái manual targeting, đây là mình sẽ phải là tự đưa ra những cái từ khóa mà mình muốn nhắm đến,
hoặc là tự đưa ra những cái sản phẩm mà mình muốn nhắm đến. Chi tiết nó như thế nào thì mình sẽ xin được chia sẻ sâu hơn ở những cái slide tiếp theo. Mình sẽ xin được lược qua trước với cái automatic targeting này trước. Ok, tiếp theo đấy là cái bước số 2, đấy là các bạn sẽ cần phải thiết lập xem là cái tùy chỉnh cái mức giá thầu như thế nào. Thì ở đây họ sẽ cho mình ba cái tùy chỉnh. Một là dynamic down đi, đấy là cái giá thầu của mình sẽ tự động là tụt xuống cái mức giá thầu có thể là tiếp cận được nhiều khách hàng. Nhưng mà đây là chỉ xuống, có nghĩa là một khi nó xuống rồi thì nếu mà đối thủ họ tăng tăng giá thầu lên thì mình sẽ không tự động được tăng lên nữa. Cái thứ hai đấy là dynamic bid up and down, đấy là cái tự động điều chỉnh cái giá thầu cho một cái từ khóa của mình là tự lên hoặc tự xuống. Tuy nhiên là cái lên và xuống này sẽ chỉ là tối đa trong khoảng là 100%, nghĩa là nếu mà bạn đặt giá thầu là khoảng 0.75 đô thì nó sẽ chỉ tăng lên 100%, nghĩa là x2 lên đấy thì nó sẽ chỉ tối đa là khoảng trong khoảng là 1.5 đô thôi, không tăng thêm được nữa. Tí nữa thì mình cũng sẽ có những cái ví dụ cụ thể cho những cái ba cái dạng này. Và ba là fixed bid, đây là những cái là cái giá thầu cố định mà mình muốn đặt cho cái từ khóa mà mình muốn tham gia đấu thầu tranh tranh đấu với lại các cái người bán trên Amazon. Đó. Và cuối cùng ở đây là cái phần asset bid place. Đây là cái khoản mà mình muốn tham gia giá thầu tăng lên tối thiểu bao nhiêu phần trăm để có thể chiếm được top of search, nghĩa là trong cái trang đầu tiên ấy mình muốn tăng giá thầu tối thiểu bao nhiêu để chắc chắn là cái kết quả tìm kiếm cái sản phẩm của mình có thể xuất hiện trên trang 1 và cũng như là trong những cái top search đầu tiên. Và product page đây là mình sẽ muốn tăng bao nhiêu để cái sản phẩm của mình có thể là xuất hiện trên cái top những cái kết quả tìm kiếm đầu tiên của cái phần target product, cái phần là liên quan đến quảng cáo trên mỗi một cái sản phẩm. Thì mỗi điểm một chút mình cũng sẽ có những cái ví dụ cụ thể cho các bạn. Đây, từ đây mình sẽ có là ba một cái ví dụ cho ba dạng target. Thì đầu tiên đây là ở đây là ví dụ là hiện tại trên cái từ khóa mà mình đang mong muốn quảng cáo, ví dụ như mình muốn quảng cáo cái từ iPhone 13 chẳng hạn. Đó. Thì hiện tại ở trên cái quảng cáo này đang có ba người đang chạy quảng cáo, bao gồm người A đang để cái mức giá thầu cho mỗi một cái lượt click quảng cáo vào đó là 2 đô, người B là 1 đô và người C là 0,5 đô. Đó. Thì nếu như mà bạn đặt một cái mức giá thầu vào quảng cáo dưới hình thức là dynamic bid down only, nghĩa là chỉ xuống, thì nếu mà cái mức 0.75 đô này mà vào so với cái mức này thì chắc chắn là nó sẽ không, tại vì là nó là down only, nó chỉ xuống thôi, cho nên là nó sẽ không thể nào vượt được cái ông 1 đô và ông 2 đô được. Vậy thì nó sẽ chỉ cần là cái kết quả tìm kiếm này của mình nó sẽ trên của cái ông C, là cái ông mà có mức giá thầu thấp hơn mình, và nó sẽ tự động giảm xuống cái mức là trên ông này một chút, nghĩa là chỉ cần trên là 0.01 đô thôi, thì cái mức giá thầu của mình sẽ tự động tụt xuống cái mức là 0.51 đô cho cái từ khóa này, đủ để trên cái ông C này. Đó. Tiếp theo đấy là cái dynamic up and down. Thì nếu như mà bạn để cái mức giá thầu là 0.75 đô thì ở đây đó thì là nó sẽ tự động tăng lên 0.01 đô. Tại vì là nó nếu tăng cái này là tăng không được quá 100%, nên là nó sẽ nếu mà nó tăng mắc cũng chỉ là được 1.5 đô thôi, cho nên nó sẽ không thể nào vượt được cái ông A này. Đó thì nó sẽ tự động bid lên một chút để đủ để vượt ông B, nghĩa là cái giá thầu của mình sẽ là 1.01 đô để đủ để đè được cái ông B này. Đó. Nhưng mà nếu mà cái ông B này tăng cũng tự động tăng thì sao? Thì ông B này sẽ tăng lên 1.02 thì cái giá thầu của mình sẽ tự động bid lên 1.03. Tuy nhiên nếu như mà cái ông B này mà tăng giá thầu lên tận 1.5 1.5 thì cái giá thầu này của mình cũng sẽ chỉ tăng mắc lên 1.5 thôi, không không tăng quá 1.5, bởi vì là cái dynamic up and down chỉ có giới hạn là
100% tăng gấp đôi thôi. Đó thì nếu như mà ông này ông tăng lên 1.51 thì mình cũng chịu, mình cũng sẽ tự động là bid thấp xuống để đè cái người tiếp theo, chứ không 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 nào cạnh tranh tốt tiếp với ông này nữa. Và fixed bid thì là cái giá thầu cố định, nhưng mà bạn đặt là 0.75 thì nó cũng mặc định là 0.75. Tuy nhiên là trong cái chạy thực tế thì mọi người cũng sẽ thấy một số trường hợp đấy là tuy là mình đặt fixed bid, nghĩa là cái giá thầu của mình là cố định rồi, tuy nhiên khi mà chạy nó vẫn sẽ có cái sự tăng giảm. Thì tại sao lại tăng giảm? Thì mình sẽ xin được giới thiệu sang một cái công cụ này của Amazon, đấy là tự động điều chỉnh giá thầu. Đấy thì ở đây trong cái tự động điều chỉnh giá thầu này thì họ sẽ cho phép mình tăng được tối đa được 900% thôi, nghĩa là gấp 10 lần so với lại cái giá thầu cũ đó. Và nếu như mà mình mà lại còn đặt cái dynamic up and down nữa thì nó còn tăng lên tận là, ví dụ như là đây mình đang đặt là 0.15 đô chẳng hạn, với mức top shot này 900% chẳng hạn, thì ngoài cái việc là nó tăng lên tận gấp 10 lần là 7.5 đô, thì với cái dynamic up and down nó còn nhân thêm gấp đôi nữa, nghĩa là cái bid của mình nó có thể là tăng lên tận đến 15%, 15 đô khi mà mình đặt cái bid là 0.15 đô này. Đó. Đó thì thế nên là nếu như mà cái để mình cứ để cái mức giá thầu place bid mà đến tận 900% này, thì nếu như mà cái ông A này đang là 2 đô thì nó tự động nó sẽ đè ông A luôn, nghĩa là nó sẽ tăng thêm 0.01 để đè cái được cái ông A tăng lên thêm một chút, nghĩa là cái giá thầu của mình sẽ tự động được đẩy lên là 2.01 đô để đè được cái ông A ấy luôn. Đó. Thì tùy vào cái mục tiêu của mình, nếu mà bạn đã có những cái kế hoạch rõ ràng cho sản phẩm, đã có kế hoạch rõ ràng cho những cái chi phí để lên được top, và có một cái tầm nhìn đấy là khi mà lên được top thì tất cả những cái chi phí sau này nó sẽ đủ đảm bảo để giúp bạn chi trả toàn bộ những cái chi phí quảng cáo này, bid launching này, thì bạn hoàn toàn có thể là sử dụng những cái chiến thuật điều chỉnh từ khóa này đó, để có thể là dễ dàng chiếm được top. Ok, tiếp theo là cái bước số 3, đấy là mình sẽ tạo một cái nhóm quảng cáo từ khóa trong chiến dịch này. Thì nhóm quảng cáo từ khóa thì các bạn có thể là nhóm những cái sản phẩm có cùng tính năng, có cùng đặc điểm, hoặc là cho nhóm từ khóa có cùng target của nhóm đối tượng vào tạo thành từng cái nhóm quảng cáo này. Đấy thì ở đây là nó mặc định nó đang tạo cho mình cái nhóm quảng cáo từ khóa là S Group 1, đây là nhóm quảng cáo số 1 đó. Ok, tiếp theo là bước số 4 thì bạn sẽ cần phải chọn những cái sản phẩm mà mình muốn quảng cáo cho nó. Đó. Thì đây là những cái sản phẩm mà mình có thể chạy quảng cáo, thì họ sẽ cho mình add cái sản phẩm đó vào, hoặc là add tất cả những cái version, nghĩa là nếu như một sản phẩm tổng của mình nó có tận 10 12 version chẳng hạn, thì một là bạn có thể là quảng cáo cho một sản phẩm mà mình thấy là mạnh nhất, nổi trội nhất trong cái listing đó thôi, hoặc là mình hoàn toàn mình có thể quảng cáo cho tất cả những cái tùy biến trong cái sản phẩm đó được. Đó. Thì ở đây là họ sẽ cho phép mình có cái nút là ở đây là show này. Đó thì ở đây là họ sẽ có những cái tính năng đấy là show cho những cái sản phẩm là mới nhất mình mới đăng tải này, hoặc là những cái sản phẩm cũ nhất này, hoặc là những cái sản phẩm mà được gợi ý. Bây giờ Amazon mới update thêm cái này là họ sẽ có thể là gợi ý cho mình những cái sản phẩm nào nên quảng cáo. Đó. Sản phẩm nên quảng cáo. Đó. Ngoài ra thì ở đây là với cái việc mà chọn sản phẩm này thì bạn hoàn toàn bạn có thể là có những cái phương thức khác nhau. Như cái đầu tiên đấy là cái search, cái đầu tiên là đây là mình đang sâu này, cái đang để này, thì là bạn có thể là tìm kiếm một cái sản phẩm theo tên, theo mã sản phẩm hoặc là theo mã người bán, đó thì bạn có thể tìm kiếm nó này để add vào trong cái chiến dịch quảng cáo này. Hoặc thứ hai thì là bạn có thể là khi mà bạn có thể có sẵn những cái asin mà mình có quảng cáo rồi, khi mà bạn lọc trong cái báo cáo từ Amazon về là thấy là cái sản phẩm này đang có tỷ lệ chuyển đổi tốt,
tôi đang muốn là quảng cáo cho nó, thì bạn có thể là copy cái ASIN đó và ném cái phần Eternit này, đó, thêm những cái ASIN mà bạn muốn quảng cáo vào. Thì ở đây là bạn có thể là ở giữa những cái ASIN khác nhau thì bạn có thể là điền dấu phẩy này, dấu cách này, hoặc là bạn enter xuống dòng cho từng từng cái ASIN một cho nó không bị dính vào nhau. Đó. Hoặc là cái thứ ba là để bạn có thể thêm được một cái danh sách những cái sản phẩm, thì bạn có thể hoàn toàn là có thể upload lên hàng loạt với một cái file template này của Amazon này. Đó thì bạn chỉ cần tải về cái file mẫu, sau đó là bạn điền tất cả những cái thông số, những cái ASIN mà bạn muốn chạy quảng cáo nó vào đây, và bạn tải nó lên một loạt. Đó, thì nếu mà bạn có quá nhiều thì bạn có thể là tải lên như thế này. Đó. Đó, thì ở đây là Amazon sẽ cho phép mình đăng tải sản phẩm lên bằng ba cách khác nhau. Một là tìm kiếm và chọn. Cái thứ hai là khi mà mình đã có những cái ASIN rồi thì mình có thể là điền tay từng cái vào đây, hoặc là có thể là nếu mà nhiều quá thì bạn có thể là upload hàng loạt thông qua cái file template này. Ok, cái bước số 5 đây là mình sẽ cần phải set những cái mình phải thiết lập những cái giá thầu cho từng cái loại target một, đó, từng cái loại nhắm đối tượng một. Thì ở đây là nếu mà ở đây họ sẽ cho mình hai hai dạng, một là mình sẽ có thể là để cái dạng đấu thầu theo dạng mà mặc định của Amazon, đấy là 0.75 đô cho một lần click. Đó. Thì Amazon cũng sẽ tự động điều chỉnh theo cái dạng là dynamic này cho mình nhá. Nếu mà mình lựa chọn đấy, nghĩa là 0.75 đô, nhưng mà nó không hẳn là 0.75 đô đâu, mà nó sẽ tự động điều chỉnh. Đó. Đó, nhưng mà cái thứ hai nữa là ở đây là mình sẽ có thể là target theo từng nhóm đối tượng cụ thể một. Đó. Thì ở đây thì mình với những cái bạn mới mà chưa chạy quảng cáo lần nào thì bạn hoàn toàn bạn cũng có thể là tự tạo cho mình những cái quảng cáo về auto click dưới những cái mức giá thầu gọi là tối thiểu nhất. Đó, như mình như này thì mình với mỗi sản phẩm mới mà mình mới đăng tải lên dưới dạng drop thì mình hoàn toàn mình có thể là set những cái quảng cáo như thế này để giúp cho cái sản phẩm của mình tiếp cận được nhiều khách hàng nhất có thể, tăng thêm được càng nhiều view càng tốt, đó, nhanh chóng tiếp cận khách hàng, và khi mà có chi phí trả quảng cáo thì nó cũng sẽ không không ngốn quá nhiều với cái cách mình mà đang đặt cái mức giá thầu cho mỗi dạng target này, đó, và target như thế nào thì mình sẽ giới thiệu cho bạn ở bên phần này. Đó. Đầu tiên đấy là cái dạng close mark và loose mark. Thì đây là những cái target dưới dạng là keyword nhé. Đây là target keyword. Còn cái subtype và complement đây là target dưới dạng là sản phẩm. Đó. Sản phẩm liên quan. Còn đây là những cái dạng mà từ khóa liên quan. Đó. Close mark thì là Amazon sẽ hiển thị quảng cáo của mình cho những người mua sắm sử dụng các cụm từ tìm kiếm liên quan chặt chẽ đến sản phẩm. Ví dụ như kiểu là cái sản phẩm của bạn có trong cái tiêu đề cũng như trong mô tả của bạn có những cái từ khóa như là ABCD chẳng hạn, thì nếu mà khách hàng tìm kiếm trong cái kết quả khách hàng tìm kiếm có những cái từ khóa đó thì Amazon sẽ target cái kết quả cái sản phẩm của bạn đến khách hàng. Cái thứ hai là Loose Mark thì là Amazon sẽ hiển thị quảng cáo của bạn cho những người mua sắm sử dụng các cụm từ tìm kiếm liên quan nhiều đến sản phẩm. Có nghĩa là những cái chỉ là không phải là không hẳn là những cái từ khóa chính xác của những cái mà bạn sâu ra mà chỉ cần là nó có liên quan thôi, có nghĩa là nó cùng một dòng sản phẩm chẳng hạn. Đó, ví dụ là bạn quảng cáo là iPhone 13 chẳng hạn thì sẽ có thể là Amazon sẽ target cho bạn những cái khách hàng muốn mua iPhone X hoặc là tìm kiếm iPhone X hoặc là iPhone 12 các thứ thì cũng đều hoàn toàn có thể là nhìn thấy những cái sản phẩm của bạn. Tiếp theo đây là subtype và complement. Đây là quảng cáo dạng target product. Hình như là mình có một cái hiển thị quảng cáo ấy đâu nhỉ? Ok. Thì với những cái quảng cáo mà dạng product này thì khi mà khách hàng bấm vào một sản phẩm bất kỳ trên Amazon thì Amazon sẽ hiển thị cái quảng cáo của bạn, hiển thị cái sản phẩm của bạn ở dưới cái
cái sản phẩm của họ đó. Mình nhớ là mình có show những cái quảng cáo này chắc là ở bài trước rồi. Nếu bạn chưa hiểu rõ về cái target product như thế nào thì bạn có thể là mở bài trước để xem nhé. Đó, thì mình ở trong bài đó thì mình cũng đã giới thiệu đấy là những cái quảng cáo product thì nó sẽ hiển thị ở đâu. Thì đây là supply, đây là những thì Amazon sẽ hiển thị quảng cáo của bạn cho những người mua sắm tìm kiếm và mua hàng các cái sản phẩm tương tự của bạn. Ví dụ như kiểu là khi mà search cái từ khóa tìm kiếm về 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 chăn bông chẳng hạn đó, thì mình đang muốn bán một cái chăn bông, thì khi mà mình quảng cáo supply này thì tất cả những cái người mua hàng mà tìm kiếm mua hàng cái chăn bông của những cái người bán khác thì sẽ có thể là nhìn thấy những cái sản phẩm của mình. Ở đây là complement, đây là Amazon sẽ hiển thị quảng cáo của bạn cho những người mua sắm tìm kiếm mua hàng các cái sản phẩm có liên quan tới sản phẩm của bạn. Thì có nghĩa là nếu mà mình đang bán chăn bông thì với cái complement này thì hoàn toàn Amazon có thể target đến những cái ngách có thể liên quan đến cái chăn bông của mình. Ví dụ như là chăn mình quảng cáo chăn thì họ có thể là target thêm những cái khách hàng khi họ đang mua đệm này, mua gối này, hoặc là mua giường tủ chẳng hạn, thì cũng có thể là họ sẽ có thể là có nhu cầu mua chăn thì họ cũng sẽ là target cái sản phẩm của mình đó. Ok, cái bước số 6 này là cái bước mà Amazon hỏi mình xem là mình có muốn chạy quảng cáo này trên các cái thị trường khác hay không, như đây là Canada và Mexico đó. Thì nếu như mà bạn không muốn chạy quảng cáo trên các thị trường khác và bạn chỉ muốn chạy trên Amazon thôi thì bạn hoàn toàn bạn có thể tắt cái phần đấy đi đó. Thì còn nếu mà bạn muốn cũng muốn chạy cái quảng cáo này trên những cái thị trường khác nữa thì bạn hoàn toàn bạn có thể là select account đây, lựa chọn những cái tài khoản để mình chạy trên cái thị trường đó, mở rộng thêm. Ok, cuối cùng là cái bước số 7 trước khi mình hoàn thành việc setting cái quảng cáo auto như này. Đấy là cái việc là đây là mình có thể là loại bỏ những cái sản phẩm hoặc là những cái từ khóa mà mình không muốn Amazon chạy quảng cáo cho mình đó. Thì ở đây là họ sẽ có là negative keyword này và negative về product đó. Thì nhưng mà tại vì là mình chưa có chạy quảng cáo nên là mình cũng sẽ chưa biết là những cái từ khóa nào hay là những cái sản phẩm nào chạy quảng cáo nó sẽ không đem lại hiệu quả. Vậy thì mình sẽ cần phải chờ nó chạy khoảng một thời gian, rơi tầm khoảng từ 3 ngày 7 ngày, 3 ngày cho đến 7 ngày, thì khi đó mình mới sẽ có những cái kết quả trả về để mình biết được là xem là cái từ khóa nào nó không hiệu quả thì mình mới ném nó vào cái phần negative này. Thì mình sẽ xin được chia sẻ về những cái mình sẽ tìm kiếm những cái từ khóa như thế nào, cũng như là mình sẽ tối ưu cho những cái chiến dịch quảng cáo như này như thế nào qua một cái video khác. Ok, thì sau khi đây lần đầu bạn chạy thì bạn có thể là bỏ qua cái phần này vì là mình chưa có thông số gì cả, mình chưa biết là phải loại bỏ những từ khóa nào cả, thì mình có thể là bỏ qua. Ok, và sau khi mà setting tất cả những cái thông số bên trên xong thì mình sẽ ấn vào Launch Campaign để bắt đầu chạy cho cái quảng cáo này nó chạy, nó cắn tiền. Ok, thì Amazon sẽ mất khoảng mấy chục phút để có thể load xong tất cả những cái thông số này của mình, cũng như là để thiết lập cho cái quảng cáo của mình có thể hiển thị. Tiếp theo đấy là mình sẽ chia sẻ về cái phần mà manual targeting campaign, nghĩa là đây là quảng cáo liên quan đến mình sẽ chủ động lựa chọn những cái sản phẩm cũng như là những cái từ khóa mà mình mong muốn Amazon quảng cáo đến những cái khách hàng đối tượng mục tiêu cho mình. Đó. Thì nó cũng tương tự như là cái vừa nãy thôi. Đó. Thì mình sẽ lựa chọn là không click vào cái phần automatic target nữa mà mình sẽ click vào phần manual targeting. Ok. Bước số 2 3 2 3 4 chọn sản phẩm các kiểu bid như thế nào thì nó cũng tương tự như là cái automatic. Đó, bạn cũng có thể là lựa chọn tương tự. Tiếp theo đây là cái bước số 5. Ở đây là Amazon sẽ cho mình lựa chọn, nên là mình sẽ chọn những cái từ khóa hay là những cái sản phẩm mục tiêu nào mà mình muốn Amazon quảng cáo. Rồi.
À, ở đây. Rồi, vừa nãy mình bảo nhớ là mình có chèn cái quảng cáo sản phẩm hay là quảng cáo từ khóa nào chỗ nào là ở cái slide này. Đó thì đây là một cái diễn giải của mình cho những cái kết quả khi mà mình chạy quảng cáo. Thì keyword targeting thì khi mà khách hàng tìm kiếm một cái từ khóa, ví dụ là từ khóa thanh cạc chẳng hạn, thì những cái kết quả tìm kiếm họ sẽ hiển thị ở bên dưới này. Họ sẽ ưu tiên là những cái người trả tiền được hiển thị trước, sau đó là những cái kết quả tự nhiên thì sẽ được hiển thị sau. Đó. Có tiền ưu tiên trước, đó. Không có tiền thì xếp sau. Rồi. Tiếp theo đây là cái phần mà product target, là những cái hiển thị những sản phẩm mục tiêu, những sản phẩm mà tương tự này, đây, product related to this item này. Đây là những cái sản phẩm mà liên quan đến những đến cái sản phẩm mà mình đang bấm vào. Thế để ví dụ như là tôi bấm vào cái kết quả đầu tiên của cái thanh cạc này, toàn những cái từ thank you so much này, thì kéo xuống bên dưới một chút thì Amazon sẽ hiển thị những cái sản phẩm liên quan như thế này. Đó. Thì đây là những cái kết quả mà được chạy quảng cáo product target, thì họ sẽ hiển thị vào bên dưới như thế này. Một dãy như thế này. Đó, ok. Rồi, đây là cái ví dụ liên quan đến quảng cáo từ khóa và tổng quảng cáo product thì nó sẽ hiển thị như thế nào. Ok. Sau khi mà bạn xong đó thì mình sẽ cần phải là lựa chọn. Đây là ví dụ là cái đầu tiên mình đang làm, đấy là cái keyword targeting nhé. Đây là nhắm đến những cái từ khóa mục tiêu. Đó. Thì sau đó là mình sẽ cần phải là chọn những cái từ khóa mà mình muốn nhắm mục tiêu đến. Thì ở đây hiện tại với cái sản phẩm vừa nãy mình chọn thì Amazon sẽ tự gần như là có những cái suggest, những cái đề xuất, những cái gợi ý cho mình những cái từ khóa nào có thể là liên quan đến cái sản phẩm của mình. Đó. Thì có thể là hiển thị ở sẵn đây rồi. Hoặc là thứ hai là mình có thể là có những cái sự chuẩn bị trước những cái từ khóa mà mình muốn nhắm đến mục tiêu, thì mình cũng có thể là thêm nó vào một cách chủ động thông qua cái enter list và upload file này. Đó, tự thêm hoặc là đây là thêm theo dạng mà đề xuất của Amazon. Đó. Thì ở đây các bạn có thể là nhìn thấy là ủa nó có hiển thị ra ba cái dạng là broad, phrase và exact đi nữa. Filter wide này, đó. Lọc theo dạng gì? Đó. Vậy thì broad, phrase và exact nó là cái gì? Thì mình sẽ xin được giới thiệu nó ở trong cái slide tiếp theo. Đây. Thì đây là cái biểu đồ liên quan đến broad, phrase và exact. Thì exact là một cái tập con của phrase, và phrase lại là cái tập con của broad. Đây là ba cái dạng target mà Amazon đang muốn mình xác minh. Đầu tiên đấy là cái exact, tức là quảng cáo chính xác. Thì khi mà mình target cái từ khóa của mình dưới dạng exact này, thì Amazon chỉ hiển thị quảng cáo với chính xác những từ khóa mà mình cần quảng cáo. Đó. Tí nữa mình sẽ có ví dụ cho từng loại nhé. Đây là chỉ hiển thị quảng cáo chính xác với từ khóa mà mình cần quảng cáo. Thứ hai là quảng cáo dạng cụm từ. Đó. Thì Amazon sẽ hiển thị quảng cáo nếu từ khóa mà khách hàng tìm kiếm xuất hiện cụm từ mà mình muốn nhắm tới. Đó. Và thứ ba là quảng cáo mở rộng. Thì là Amazon sẽ hiển thị quảng cáo nếu xuất hiện từ khóa mục tiêu mà mình muốn nhắm tới. Đó. Và đây mình cũng sẽ có là một cái ví dụ liên quan đến cái quảng cáo này. Đấy là nếu mà mình quảng cáo một cái từ khóa là iPhone 13 chẳng hạn. Đó, từ khóa quảng cáo iPhone 13. Thì với cái exact này thì chỉ khi thì cái quảng cáo của mình nó chỉ xuất hiện khi mà khách hàng tìm kiếm đúng cái từ khóa là iPhone 13 thì cái quảng cáo của mình mới được hiển thị. Còn nếu mà khách hàng tìm kiếm cái từ như là iPhone 13 Pro Max thì cái quảng cáo phrase thì mới được hiển thị, chứ còn mà exact thì sẽ không được hiển thị. Có nghĩa là khách hàng chỉ cần gõ sai một ký tự duy nhất thôi thì cái quảng cáo của mình cũng sẽ không được hiển thị. Đó. Tiếp theo đấy là phrase, là dạng cụm từ. Dạng cụm từ có nghĩa là chỉ cần trong cái nếu mà mình quảng cáo cái từ iPhone 13 này thì chỉ cần trong cái
cái từ khách hàng search có chứa cái cụm từ này, và cũng là không xê dịch nhá, nó là iPhone 13 thì nó sẽ không phải là 13 iPhone đó. Thì cái dạng phrase này đây là khi mà khách hàng search là iPhone 13 Pro Max đó, thì ở trong cái từ khóa này họ sẽ có cái từ iPhone 13 đó, thì cái quảng cáo của mình cũng sẽ được hiển thị đó. Hoặc là ở đây cái từ dưới này, ví dụ từ bán lại iPhone 13 chẳng hạn đó, thì chỉ cần là trong cái từ khóa mà khách hàng có chứa cái từ iPhone 13 này, hoặc là thêm đầu thêm cuối cũng được, nhưng mà phải có cái từ này trong cái từ khóa mà khách hàng tìm kiếm, thì Amazon sẽ hiển thị cái kết quả tìm quảng cáo cho mình đó. Còn dạng broad là dạng mở rộng hơn, có nghĩa là trên cái từ khóa mà khách hàng tìm kiếm có chứa từ iPhone hoặc số 13 thì là khách hàng của mình thì cái sản phẩm của mình cũng sẽ được hiển thị. Ví dụ như kiểu là cái là khi mà khách hàng search là mua iPhone tại Hà Nội chẳng hạn, thì ở đây là nó có từ iPhone rồi, thì Amazon sẽ hiển thị quảng cáo cho mình. Hoặc là khách hàng tìm kiếm cái từ là iPhone Pro 512 GB chẳng hạn đó, thì cái quảng cáo của mình cũng sẽ được hiển thị, bởi vì ở đây là có chữ iPhone nó hiển thị ở đây rồi đó. Thì đây là cái ví dụ liên quan đến cái quảng cáo dạng ba dạng exact, phrase và broad đó. Thì ở đây là exact là cái nhỏ nhất nhá, phrase thì nó sẽ là nếu mà khách hàng mà search cái từ iPhone 13 này thì phrase này cũng sẽ cả exact và phrase đều được hiển thị, và broad đều được hiển thị nhá. Còn nếu mà kiểu mà khách hàng mà search những cái kiểu này thì là chỉ có broad được hiển thị thôi đó. Chắc là các bạn sẽ hiểu đó. Thì đây là tập con của nhau. Càng về về trong thì nó sẽ càng giới hạn những cái kết quả thì được quảng cáo hơn đó. Thì cái này tùy xem là cái từ khóa mà mình muốn nhắm tới của mình nó có thật sự là nó đúng với cái sản phẩm mà mình muốn quảng cáo hay không, là mình sẽ lựa chọn những cái từ khóa cái dạng target nó phù hợp nhất. Ok, tiếp theo là bước số 7. Ở đây thì họ sẽ cho mình là sau khi mà mình lựa chọn xong những cái từ khóa rồi. Đây là ví dụ là mình lựa chọn những cái từ khóa trong dạng suggest, từ khóa của Amazon rồi. Thì ở đây họ sẽ hiển thị cho mình một cái suggest bid đó. Thì đây là cái giá thầu, ở đây là bạn có thể là nhìn thấy ở cái dòng nhỏ ở dưới này của cái từ Bunny Custom này. Thì ở đây là cái dòng nhỏ nó là cái giá thầu hiện tại mà những cái người bán đang quảng cáo trên Amazon, nó rơi vào trong khoảng là thấp nhất là 0.53 đô. Đây là những cái người mà đang trả giá thầu thấp nhất, và cái người trả giá thầu cao nhất là 1.34 đô đó. Và Amazon gợi ý cho mình là mình nên để giá thầu trong khoảng là 0.67 đô để đảm bảo là cái kết quả của mình, cái quảng cáo của mình có thể được hiển thị trong trang trong những cái kết quả đầu tiên đó. Chắc chắn là không phải là trên cùng rồi, bởi vì là cái người mà đang quảng cáo 1.34 đô kia, cái người đang trả giá thầu cao nhất kia, họ đang ở trên cùng rồi. Tuy nhiên là với cái mức giá thầu là 0.67 đô thì bạn hoàn toàn bạn có thể là dễ dàng hiển thị trên trang 1 đó, chỉ cần trang 1 là ok nhé. Đó, thì cái kết quả của cái giá thầu đề xuất này thì sẽ được tổng kết trong 7 ngày gần nhất đó. Thì bạn có thể là tham khảo cái mức giá thầu đề xuất này của Amazon để đặt cái mức giá bid giá thầu của mình làm sao để có được cái vị trí tốt nhất mà mình đang mong muốn hiển thị. Đó. Ok, tiếp theo đây là cái quay lại cái bước số 5. Nếu như mà bạn muốn target dưới dạng product đó. Target product rồi, thì ở đây thì mình sẽ có là Amazon sẽ cho phép mình là target theo dạng là category, nghĩa là mình có muốn nhắm đến tất cả những cái sản phẩm trong cùng một khách hàng hay không đó. Và thứ hai đấy là mình có muốn nhắm đến khách hàng đến một số những cái sản phẩm cụ thể mà mình muốn nhắm đến đó. Thì ở đây là sẽ có hai dạng target của dạng product này, và bạn có thể là tìm kiếm những cái một là bạn có tìm kiếm những cái khách hàng đúng của những cái sản phẩm này, mình muốn nhắm đến tất cả những sản phẩm trong đó, hoặc là một số những cái sản phẩm cụ thể mà mình muốn nhắm đến đó. Thì ở đây thì
với cái việc là lựa chọn những cái sản phẩm đơn lẻ mà mình muốn nhắm đến để chạy quảng cáo. Thì ở đây là mình cũng hay có 3 loại mà mình sản phẩm mà mình hay nhắm đến. Đầu tiên đấy là sản phẩm top. Đó, sản phẩm top là những sản phẩm mà bán chạy nhất, có nhiều review nhất, thì mình sẽ nhắm đến họ để mình có thể làm. Tại vì là họ là sản phẩm top, họ sẽ đứng đầu ở rất nhiều những cái từ khóa khác nhau, như những cái kết quả tìm kiếm khác nhau, thì nên là họ có những cái lượng traffic rất là khủng. Thì nếu như mà mình target sản phẩm của mình vào những sản phẩm top này thì cũng sẽ có thể là có những cái tỷ lệ chuyển đổi. Ví dụ kiểu là có khoảng 100.000 khách hàng vào hàng tháng thông qua cái sản phẩm top đó chẳng hạn, thì với khoảng chỉ khoảng vài phần trăm những cái traffic đó, những cái lượng tìm kiếm đó, người ta nhìn thấy sản phẩm của mình đó, và họ sẽ có thể click vào sản phẩm của mình, thì đó là cũng là thành công rồi. Nghĩa là khi mà mình target vào những sản phẩm top này thì sẽ có thể là gia tăng cái tỷ lệ hiển thị sản phẩm của mình đến với khách hàng, và từ đó là có thể là chuyển đổi những cái tỷ lệ hiển thị đó sang là họ sẽ thông qua những sản phẩm top kia, họ sẽ nhìn thấy những sản phẩm của mình có những cái đặc điểm khác biệt hơn so với đối thủ, thì họ sẽ là tìm kiếm và lựa chọn mua hàng sản phẩm của mình. Cái target sản phẩm số 2 mình hay target đó là những cái sản phẩm mà có review trung bình kém đó. Thì nếu như mà mình cái sản phẩm của mình có thể là tối ưu được tất cả những cái đánh giá xấu của những cái sản phẩm này đó, thì khi mà khách hàng mà vào những cái sản phẩm kém này nhưng mà lại nhìn thấy cái sản phẩm của mình có những cái ưu điểm vượt trội hơn, thì họ sẽ có thể là lựa chọn cái sản phẩm của mình đó. Sản phẩm của mình có những cái đánh giá tốt hơn, và thay vì là họ chọn mua cái sản phẩm có đánh giá kém đó thì họ sẽ chọn mua những sản phẩm của mình đó. Và cái số 3, những cái sản phẩm mà mình có hay target đó là những cái sản phẩm mà mình có lợi thế cạnh tranh. Lợi thế cạnh tranh ở đây có thể là về hình ảnh mô tả của mình tốt hơn sản phẩm của họ chẳng hạn. Thứ hai là những cái đánh giá của mình tốt hơn, như cái dòng số 2 những sản phẩm đánh giá của mình, sản phẩm của mình tốt hơn. Thứ ba là giá cả của mình tốt hơn so với sản phẩm của họ. Đó. Và những cái mô hình của mình độc đáo hơn đó, sản phẩm của họ, nghĩa là những sản phẩm mà mình có lợi thế cạnh tranh, mình cảm thấy mình mạnh hơn đối thủ, thì mình target vào đối thủ đó đó. Và đây cũng có thể là target vào đối thủ cạnh tranh nữa. Wow. Đấy. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mình đang muốn là nhắm đến họ để có thể là thu hút những cái lượng traffic, những cái lượng sâu gọi là hút máu đối thủ luôn đấy. Đó. Ok, đây là những cái tag, những sản phẩm mà mình sẽ target vào. Ok, tiếp theo thì sau cái bước này thì bạn cũng sẽ làm tương tự với giống như là tương tự như là cái quảng cáo auto kia. Bạn sẽ hoàn thành nốt những cái bước còn lại để mình có thể là launch cái campaign này lên. Đó. Khởi chạy cái campaign này. Ok, tiếp theo là ở đây là mình sau khi mà chạy quảng cáo xong ấy thì họ sẽ khi mà mình bấm vào cái campaign manager ấy thì nó sẽ hiển thị một số những cái thông số như thế này. Đó, thì ở trong này thì mình cũng sẽ xin được phép chia sẻ một số những cái chỉ số mà bạn sẽ cần phải quan tâm khi mới chạy quảng cáo. Đó. Ok. Thì ở đây là mình sẽ có là ở trong góc này này, bạn nhìn ở cái phần này. Ở phần này, cái dòng create campaign này, sau đó là ở xong cái phần column này, sau cái phần date range này. Thì ở phần date range này là mình sẽ lựa chọn những cái khung thời gian mà mình muốn theo dõi những cái đánh giá nhé. Đây là bắt đầu từ ngày nào và kết thúc từ ngày nào thì bạn có thể lựa chọn ở đây để xem nhé. Thì đây là một số những cái tài khoản mới mà mình đang mới chạy, mà mình đang chạy dưới dạng là auto targeting đấy, đó. Quảng cáo mà dạng mà tự động của Amazon đấy với mức giá thầu nhỏ. Nó thì ở đây là cũng đã đem lại những cái kết quả khá là tốt. Đó, thì ở đây thì mình có thể là ở đây là sẽ có cái phần ở bên cạnh cái nút hai tra này, những cái cọc ẩn này, thì ở đây sẽ có phần cắt column này, cái cột đây. Đó thì khi mà mình click vào đây thì nó sẽ có cái phần customize column. Ở đây là mình có thể là tùy biến những cái trường nào mà mình muốn Amazon hiển thị ra cho mình xem. Đó thì ở trong này nó có rất nhiều loại này.
Ở đây là có thể là on này, converse này, performance mà và setting này. Thì đầu tiên đây là cái phần setting. Đây là cái những cái cọc, những cái thông số gì. Đó, những cái thông số hiển thị gì. Đầu tiên đây là time này, là loại quảng cáo này. Ở đây ví dụ loại quảng cáo đây là sponsor product này. Đó. Thứ hai là portfolio này, là cái thư mục quảng cáo mà cái chiến dịch này mình đang 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 gộp nó lại và trong cùng chiến dịch nào. Tiếp theo là campaign bid strategy này, đây là cái loại hình target tùy biến cái giá thầu của mình đang đang đặt nó như thế nào. Đây là fixed bid này. Tiếp theo đấy là cái start date và end date, đây là những cái ngày bắt đầu và ngày kết thúc quảng cáo. Budget, đây là cái ngân sách quảng cáo mà mình đang muốn đặt của nó hàng ngày là khoảng bao nhiêu này. Đó. Và cuối cùng là cái cost style, đây là cái mới mà Amazon mới mới cho, đây là cái dạng CPC. Đây là khá chung này, chắc là sau này Amazon sẽ có thêm những cái dạng quảng cáo khác, ví dụ như là quảng cáo hiển thị giống như trên Facebook vậy. Đó, Facebook họ sẽ có những cái dạng là trả phí cho những lượt hiển thị thôi. Đó. Thì ở đây là trả phí cho dạng là từng click, nghĩa là trả trả phí cho những chuyển đổi cụ thể thông qua những click. Thì chắc chắn là trong thời gian tới Amazon cũng sẽ có những cái dạng là quảng cáo chỉ để hiển thị thôi. Đôi khi là một số những cái thương hiệu mà các bạn có thể thấy là nó sẽ rất là khó cho việc là quản lý cái việc chuyển đổi luôn, như là quảng cáo trên 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 TV chẳng hạn. Đó thì khi mà bạn đang đang xem bất cứ một cái gì đó thì thấy cái quảng cáo trên TV, tuy nhiên là mình sẽ không thể là mua hàng trực tiếp trên TV được, mà đơn giản là cái quảng cáo đấy người ta chỉ mong muốn là tiếp cận được nhiều khách hàng nhất để mong là cái thương hiệu của họ có thể xuất hiện được tối đa liên tục trước mắt khách hàng, giúp cho cái thương hiệu của họ có thể ăn sâu vào cái tâm trí của khách hàng thôi. Đó. Thì theo mình nghĩ là chắc là trong thời gian sắp tới Amazon cũng sẽ có những cái này, những cái quảng cáo liên quan đến tiếp cận khách hàng này, chứ không hoàn toàn là ra những chuyển đổi nhất định. Đó. Người ta sẽ chủ yếu tập trung là hiển thị được càng nhiều trước mắt khách hàng càng tốt thôi. Ok. Tiếp theo đấy là những cái thông số liên quan đến performance. Nó những cái liên quan đến cái hiệu suất của cái quảng cáo này. Bao gồm ở đây là hiện tại mình đang cho hiển thị một số những cái dạng như sau. Đầu tiên là cái dạng emission, impression này. Cái này là cái quảng cáo của mình tiếp cận được bao nhiêu người này. Ví dụ ở đây là cái quảng cáo này của tôi đang tiếp cận được 1.812.570 người. Đó. Tiếp theo là click này, với hơn 1.800.000 này người nhìn thấy được cái sản phẩm của mình này, thì sẽ có bao nhiêu người click vào cái sản phẩm của mình. Thì đây là click vào là 9.305 người. Đó. Đó. Tiếp theo đấy là cái mình tốn được với 9.305 người click vào này thì mình tiêu tiêu phí mất bao nhiêu tiền. Thế là cái cọc spend. Đây là spend hết là 186 đô, 186,1 đô. Đó. Với cái CPC, cái cost per click, nghĩa là mỗi một cái click vào thì mình sẽ cần phải trả bao nhiêu tiền. Thì đây là mình đã đang phải trả là 0,02 đô cho mỗi lần click đó. Đó thì là với cái dạng mà nếu như mà bạn để mà đơn tự nhiên nó đến ý, thì sẽ rất là khó. Tuy nhiên là bạn chỉ cần set một chút quảng cáo thôi, với những chi phí rất là thấp này thôi, thì cái sản phẩm của bạn đã có thể tiếp cận được rất rất nhiều người rồi. Đó, như ở đây là 1.800.000 người rồi. Đó. Mà để mà tự nhiên thì chắc là một tháng tiếp cận tốt cũng chỉ được được khoảng vài trăm người thôi. Đó, thì rất là ít. Tuy nhiên là bạn chỉ cần set chút quảng cáo dạng auto thì cũng có thể là giúp bạn tiếp cận được rất rất nhiều người rồi. Từ đó là có thể ra được khá khá đơn hàng với mức chi phí quảng cáo gọi là rất là thấp. Ok, tiếp theo đấy là những cái thuộc dạng conversion. Cái này mình chưa thay. Performance này. Trên là conversion này mình chưa thay. Tức là những cái thuộc dạng là chuyển đổi. Đó. Thì với khoảng 9.000 lần click vào đó thì mình ra được 41 đơn hàng.
đó, và bán được là 1.400 đô đó. Tiếp theo là cái mức, đây là cái ARPCode, đây là cái chi phí trên cái doanh số bán được, chi phí quảng cáo trên doanh số bán được đó, thì là với 186 đô quảng cáo chia cho 1.400 này đó, thì mình thu lại được được là cái mức chi phí đó là 13,23% đó. Còn cái ROAS này thì lại ngược lại so với lại cái ARPCode, nghĩa là cái return on ad spend, nghĩa là cái chi phí, đây là cái sale này, cái lượng sale chia cho cái chi phí đó. Đấy, 1.400 này chia cho 186 này, nó ra được 7.56 đó. Đây là cái ROAS. Thì các bạn trước mắt là mới thì các bạn sẽ có thể là chỉ cần quan tâm một số những cái thông số cơ bản này thôi, để xem là cái hiệu suất quảng cáo của mình nó có đang tốt hay không. Đó. Thật sự là bây giờ một Amazon mới ra được khá nhiều những cái thông số khác nhau mà mình, thế nên là mình cũng sẽ mất thêm những cái khoảng thời gian để mình nghiên cứu, để xem là cái hiệu quả, những cái giá trị mà nó đem lại cho mình như thế nào. Thì sau này mình cũng sẽ có những cái video update bổ sung thêm những cái kiến thức này cho các bạn. Tại vì bây giờ mình cũng vẫn còn chưa dùng đến nó, nên là mình cũng chưa biết phải chia sẻ như thế nào, đúng không? Mình phải có cái gì mình mới chia sẻ được. Rồi, ok. Thì trong cái buổi chia sẻ về quảng cáo tiếp theo, thì mình sẽ xin được chia sẻ về một số những cách mà mình lựa chọn những cái từ khóa, cũng như là lựa chọn những cái sản phẩm nào mà mình sẽ dùng để target đối tượng cho cái quảng cáo của mình một cách cụ thể hơn cho các bạn, để các bạn dễ dàng theo dõi, cũng như là cái cách mà mình tối ưu cái campaign như thế nào để giúp đem lại cái mức chi phí quảng cáo tốt nhất, đem lại hiệu quả cao nhất ở trong những video tiếp theo. Thì ok, thì mong rằng trong cái video này của mình cũng có thể là đem lại cho bạn một cái nhìn tổng quan nhất về PPC trên Amazon, và cũng như là có thể là giúp bạn có những cái gợi ý về việc là mình sẽ có những cái quảng cáo đầu tiên trên Amazon như thế nào để giúp đem lại cái đơn hàng, cũng như là tăng cái traffic, cũng đem lại những đơn hàng để tăng cái lượng bán của mình trên cửa hàng của mình như thế nào. Ok, cảm ơn các bạn đã đón xem video của mình. Chắc chắn là trong những cái chia sẻ của mình cũng sẽ có những cái thiếu sót, thì mong rằng một số những cái pro xem cái video này của mình có thể là đóng góp bằng cách là comment ở dưới video này cho mình, để mình có thể là có những cái thay đổi, những cái chỉnh sửa, làm sao để có thể đem lại những cái kết quả tốt nhất cho nhiều người nhất, một cách miễn phí nhất có thể. Ok, rồi, nếu mà bạn thấy video này hay, có thể là like, share và subscribe kênh để có thể là xem những video tiếp theo. Thì mình cũng sẽ cố gắng mỗi tuần làm ra được một vài cái video chia sẻ những cái kiến thức về dropship này, để giúp đem lại những cái kiến thức tổng quan nhất cho các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã đón xem, và hẹn các bạn trong các video tiếp theo.